Bộ phim này dựa trên câu chuyện có thật về việc săn bắt cá voi vào khoảng năm 1850. Dầu mỏ vẫn chưa được khai thác và sử dụng. Tất cả hoạt động công nghiệp và chiếu sáng đều cần dùng dầu cá voi. Vậy nên một nghề mới đã phát triển, đó là săn bắt cá voi. Nam chính trong truyện tên là Owen, là người săn bắt cá voi giỏi nhất ở bến cảng. Mỗi lần ra khơi, anh ta đều giúp ông chủ tàu kiếm được đầy khoan đầy buồm. Trong một lần trước khi ra khơi, ông chủ tàu hứa với anh ta, nếu lần này lại có thể đánh bắt được đầy thuyền, liền để anh ta làm thuyền trưởng. Để được làm thuyền trưởng và được chia nhiều lợi ích hơn, Owen lần trước đã mang về hơn 1.600 thùng dầu cá voi, làm kinh ngạc cả bến cảng. Nhưng cả chủ tàu giảo hoạt không giữ lời, bởi vì lần ra khơi này, thuyền trưởng là con cháu dòng dõi quý tộc trên đảo Pollard. Hơn nữa đây còn là lần đầu tiên anh ta ra khơi. Trước khi xuất phát, bố của anh ta nói với anh ta rằng, con làm thuyền trưởng thì không thể làm bạn với thuyền viên, con ở từng lớp cao hơn chúng, đừng quên điều này và cũng đừng để chúng quên. Nghe thấy lần này ra khơi mình lại là thuyền phó, hơn nữa còn phải trợ giúp thuyền trưởng mới, Owen đương nhiên không đồng ý. Ngay khi Owen nói xong chuyện thuyền trưởng chuẩn bị rời đi, chủ tàu nói, lần này sẽ trích thêm cho anh ta 15%, hơn nữa lần trước đã hứa, lần này có thể mang về 2.000 thùng dầu cá voi, lần sau chức thuyền trưởng nhất định sẽ là của anh ta. Không ai lại chia tiền cả, nên Owen đã đồng ý. Nhanh Owen tạm biệt người vợ đang mang thai của mình, cho dù là một thủy thủ xuất sắc, cũng không dám nói mình có thể chinh phục được biển cả. Mỗi lần lên đường đều đối mặt với nguy hiểm cực lớn. Trên thuyền mọi người đều đang chuẩn bị, trong đó người nhỏ nhất mới 14 tuổi, tên là Nicholson. Lần đầu tiên ra khơi săn cá voi, đến với biển khơi, cậu có biết bao khát khao và tò mò. Cậu phát hiện trên ngực vài người đeo một đoạn xương trắng. Những người khác nói với cậu rằng đó là huy chương cá voi của những người săn cá voi. Chỉ có những người tận tay bắt được cá voi mới có thể đeo nó. Sau đó Owen đeo hai chiếc huy chương cá voi lên thuyền. Sau khi chào hỏi thuyền trưởng mấy câu, theo lệnh của anh ta, mọi người đều tất bật làm việc, kéo mỏ neo dương buồm, bọn họ xuất phát. Nhưng đột nhiên một cánh buồm bị quấn vào dây thừng, các thủy thủ không có cách nào gỡ ra. Điều này đối với một con thuyền chạy bằng gió thì quả là chí mạng. Thuyền trưởng Bolas chỉ biết nhìn lên trên mà không biết giải quyết thế nào. Nhưng Owen vừa nhìn thấy liền cởi áo khoác, thanh thảo treo lên cột buồm, ngã ra sau, hạ dao một cái. Vấn đề liền được giải quyết. Điều này càng khiến các thuyền viên thêm tin tưởng Owen, mà thuyền trưởng lúc này mới nhận ra rằng mình chẳng qua chỉ là một thuyền trưởng gà mờ. Owen mới thực sự là một thuyền phó kiên cường, nhưng mang trong mình sự kiêu ngạo của dòng dõi quý tộc, khiến anh ta không thể nào chấp nhận uy tín của Owen. Sự kiêu ngạo ấy bao trùm lên anh ta. Trong lúc anh ta ăn cơm tối, cố ý nói ra chuyện bố của Owen phạm tội bị bắt và gia cảnh không sáng sủa của nhà Owen. Để chứng minh thân phận của mình, Owen dường như hiểu ra điều gì đó, không tranh cãi mà rời đi ngay. Anh ta tới nơi mà các thuyền viên đang đợi. Để thể hiện lòng kính trọng, mọi người đều đứng lên. Owen phân chia kế hoạch bắt cá voi xong, nhận ra trạng thái rất tệ của Nicholson. Đúng, cậu ta bị say sóng rồi. Owen gọi cậu ta lên bon tàu. Sau khi giới thiệu ngắn gọn về bản thân, anh ta nhân lúc Nicholson không đề phòng. Đột nhiên, sau khi Nicholson vừa hoảng sợ vừa say sóng được kéo lên, liền nôn đầy lên dạy của Owen. Nhưng cậu ta sửng sốt phát hiện ra mình đã không còn bị say sóng. Ngày thứ hai, thuyền trưởng Bolas đã nhìn thấy Owen nhận được sự tín nhiệm của thuyền viên. Anh ta đột nhiên hạ lệnh dương buồm tăng tốc tiến ra khơi. Nhưng Owen biết vùng biển này thường có nhiều biến động, anh ta khuyên thuyền trưởng thu buồm lại, đợi qua vùng biển này hẳn hay. Nhưng Bolas lấy lý do hành trình chậm trễ, không nghe lời Owen. Mới đầu thời tiết còn tốt, tiến về phía trước hết tốc độ thật sảng khoái, thuyền viên đều rất hưng phấn. Bolas nhìn thấy thuyền viên vui mừng, cảm thấy mình đã làm đúng. Nhưng rất nhanh, một cơn bão lớn ở phía trước đã xuất hiện. Owen lại một lần nữa khuyên thuyền trưởng vô ích. Thuyền phó thứ hai khuyên cũng vô ích. Không lâu sau bọn họ đã tiến gần vào cơn bão. Lúc này thuyền viên đều biết cần phải thu buồm đổi hướng thuyền, cho nên Owen lại khuyên thuyền trưởng, nhưng lại nhận được câu trả lời như thế này: tiếp tục hành trình ngày trem. Cùng với cơn bão ngày càng mạnh dần, con thuyền nghiêng ngả, nước biển dội vào. Lúc này Bolas sợ hãi hạ lệnh thu buồm, giảm tốc độ trem. Nhưng bây giờ muốn thu buồm đâu có dễ dàng, đến người còn đứng không vững. Tiếp theo Owen nhìn thấy một cơn sóng thần ập đến, nếu không thu buồm lại, bọn họ có thể sẽ không sống sót. Vì vậy anh ta liền trực tiếp lấy dao ra, cùng với trợ thủ cắt đứt dây thừng một cánh buồm. Cuối cùng bọn họ phải trả một cái giá không hề nhỏ mới thoát ra khỏi cơn bão. Nhưng sau đó Bolas lại nói với Owen, Owen hãy đi xin lỗi các thuyền viên, nói rằng mình đã làm quấy nhiễu mệnh lệnh của thuyền trưởng mới dẫn đến tình cảnh này, còn phải trở về điểm xuất phát. Lệnh Owen xuống thuyền. Nghe thấy thế Owen tuy tức giận nhưng không trở mặt với thuyền trưởng, song thái độ cũng cứng rắn hơn. Không thể quay về điểm xuất phát được, không mang được dầu cá voi về thì còn gì là mặt mũi. Dường như nghe Owen nói có lý, thuyền trưởng quyết định tiếp tục hành trình. Trên thuyền săn cá voi, không có gì mâu thuẫn, là một con cá voi không giải quyết được. Sau 3 tháng trên biển, Owen nhìn thấy một thứ khiến họ vô cùng vui mừng. Một con cá voi đang phun nước, toàn thuyền lên bon tập trung, thả thuyền nhỏ xuống. Bọn họ chia nhau thành 3 đội, Owen, Bolas và thuyền phó thứ hai. Nhìn thấy cá heo bơi thành bầy qua thuyền bọn họ, cá voi từ mặt biển nhảy lên, đám Owen vô cùng vui mừng, đặc biệt là Nicholson. Đại dương đã cho họ một niềm vui bất ngờ, vượt xa tưởng tượng.
Tiếp đó Owen chặn đầu một con cá voi, bắt con này. Bọn họ sẽ có 50 thùng dầu cá voi. Anh ta cầm cái xiên bắt cá voi lên. Trên con thuyền đang tăng tốc ngắm chuẩn con cá voi, dùng hết sức phóng cái xiên. Trúng rồi, cá voi sau khi bị đau, một cái đuôi kéo theo con thuyền lao vùn vụt trên mặt biển. Sau đó nhanh chóng lặn xuống biển. Đám Owen biết chỉ cần cá voi kiệt sức liền phải ngoi lên. Chúng là động vật thở bằng phổi, nhưng tốc độ lặn của con cá voi này nhanh hơn người. Buộc vào xiên cá voi nhanh chóng gắn lại, Owen nhìn sang phó thuyền trưởng thứ hai xin dây thừng. Rất nhanh dây thừng của đội phó thuyền trưởng cũng hết, còn cá voi này lặn sâu, vượt ngoài dự đoán của bọn họ. Lúc này đã có người cầm cái rìu lên, chuẩn bị phải cắt bỏ dây thừng. Nhưng đội của Owen ngăn lại, dây thừng còn lại bao nhiêu? Chỉ còn 50 tầm anh, thưa anh. Đừng động đến đoạn dây thừng kia, chỉ còn 30 tầm anh. Cứ đà này, chỉ khoảng 1 phút nữa bọn họ sẽ bị cá voi kéo xuống biển, còn 10 tầm anh cuối cùng. Trong tiếng hô kinh hoàng của thuyền viên, dây thừng cuối cùng đã dừng lại, cá voi kiệt sức ngoi lên. Dưới từng xiên nhanh như chớp của Owen, con cá voi phun ra máu hòa lẫn trong nước rồi chết. Màu bắn lên người bọn họ, tất cả đều ướt đẫm máu. Owen nhìn xác cá voi, liền có một cảm giác đau khổ không nói nên lời. Tiếp theo là lấy dầu cá voi, lóc xương cạo mỡ, lại dùng nồi lớn nấu lên, đồng thời cũng khiến Nicholson thấp bé đi vào trong thân thể hôi thối khó chịu của con cá voi, lấy ra dầu cá voi ở bên trong. Cuộc chiến thắng lợi, dầu từ con cá voi này gần bằng với Owen tính toán, đổ đầy 47 thùng, nhưng so với 2.000 thùng vẫn còn cách xa. Tiếp theo không biết có phải dòng trời trừng phạt hay không. Trong chuyến hành trình 1 năm, bọn họ không thấy con cá voi nào nữa, thất vọng một thời gian dài, khiến các thuyền trưởng và Owen đều cảm thấy chán nản. Hơn nữa đồ dùng của bọn họ cũng không còn đủ nữa. Sau đó bọn họ đến một hòn đảo nhỏ, dùng dầu cá voi đổi lấy đồ dùng của người bản địa. Ở đây bọn họ gặp một thủy thủ cụt tay vì bị nạn trên biển mà dạt vào đây. Hơn nữa còn có một thông tin khiến thuyền trưởng và Owen vui mừng. Nơi này cá voi nhiều vô số, một ngày có thể nhẹ nhàng đổ đầy 3.000 thùng dầu. Nhưng người thủy thủ này cũng cảnh cáo bọn họ, nơi đó có một ác quỷ dài hơn 100 thước, trông như một con cá voi trắng Alabaster. Nó đã phá hủy thuyền của thủy thủ, còn giết hại nhiều bạn bè của ông ta. Nhưng khi đó thuyền trưởng và Owen chỉ có thể nghe thấy 3.000 thùng dầu với hàng trăm con cá voi. Ác quỷ trong miệng thủy thủ chỉ là một con cá voi lớn hơn bình thường mà thôi. Bị lòng tham làm mờ mắt, thuyền trưởng và Owen cứ thế ra khơi. Tiếp theo đúng như lời thủy thủ, bọn họ xuôi theo xích đạo rất lâu. Trong thời gian này, sự nghi ngờ bất mãn của các thuyền viên dâng cao. Tuy nhiên Bolas và Owen vẫn kiên trì hành trình. Cuối cùng người có công trời không phụ. Một hôm Owen nghe thấy tiếng cá voi, từ từ nhìn thấy một bầy cá voi như mong muốn. Mọi người đều rất vui mừng. Bọn họ dường như đã nhìn thấy vô số thùng dầu cá voi. Thuyền trưởng hạ lệnh thả thuyền nhỏ xuống, phân thành ba nhóm như lần trước xuất phát. Tâm lý đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng nhìn thấy nhiều cá voi như vậy, bọn họ quá thực không nghĩ tới. Lúc Owen chuẩn bị ra tay, thuyền của bọn họ bị đuôi của một con cá voi cực lớn quẩy cho lật nhào. Không thấy rõ ư? Cho bạn một cơ hội nữa nhé. Nhìn thấy một chiếc đuôi khổng lồ như vậy, Owen cũng thấy kinh ngạc. Nhưng ta không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ là cảm thấy hơi tiếc vì thuyền của bọn họ vỡ rồi phải về sửa lại. Đến đây không làm mất thời gian nữa, mà về bên phía Polat và thuyền trưởng phó thứ hai đều đã thành công đâm trúng con cá voi. Nhưng Owen không nghĩ tới, con cá voi khổng lồ vừa làm lật thuyền nhỏ của bọn họ đang nhanh chóng lao về phía thuyền lớn. Một đợt rung lắc kịch liệt khiến Owen đang sửa thuyền ngã lăn ra. Khi mọi người còn đang chưa biết chuyện gì xảy ra, thuyền viên phụ trách đốt lửa bên dưới đột nhiên gọi Owen xuống. Xuống dưới khoang thuyền, Owen nhìn thấy thuyền đột nhiên đã bị thủng, nước đã bắt đầu tràn vào. Nhưng anh ta chưa kịp nói gì thì một cú va đập cực mạnh đã xảy ra. Cú va đập này đối với con thuyền đang hư hại là một đòn chí mạng. Owen thậm chí còn có thể ở trong thuyền nhìn thấy đầu con cá voi đang tiến đến. Bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên bị cá voi tấn công, nhưng điều này cũng làm Owen nổi lên dạ tâm. Anh ta lấy ra cái xiên cá voi lớn nhất, lại dùng cọc bùm để làm hậu thuẫn. Đợi khi con vật khổng lồ bơi đến lần nữa, Owen dùng tất cả sức mình phóng cái xiên. Đúng rồi, nhưng bộ họ vẫn đánh giá thấp sức mạnh của con vật khổng lồ này. Khi con cá voi lặn xuống, cũng là lúc trong chớp mắt cột bùm bị kéo nghiêng, đột nhiên khiến chiếc mỏ neo nặng nghìn cân bị bật ra. Ngay sau đó những chiếc cột bùm kiên cố cũng không chịu được cổ lực khổng lồ ấy, bị bẻ gãy trên mặt biển còn có Polat và thuyền phó thứ hai đang săn cá voi. Cũng thấy tình hình của con thuyền lớn, thuyền đã bị nghiêng lệch nghiêm trọng. Cùng lúc đó, con vật khổng lồ nhảy lên trước mặt Polat, thể hiện rõ sức mạnh của nó trong tình huống này. Nhóm người của thuyền trưởng có thể ngay lập tức cắt đứt dây thừng, quay đầu về thuyền lớn, nhưng tất cả đã quá muộn. Con thuyền bị nước tràn vào nghiêm trọng đang chìm dần. Vì vậy, đám một quỳnh chỉ kịp cố gắng lấy nước ngọt và lương thực chuyển sang thuyền nhỏ. Cuối cùng con thuyền lớn bốc cháy và chìm dần xuống. Không còn thuyền lớn, bọn họ chỉ có thể đi xuôi theo gió. Tuy có sự chỉ dẫn của La Bàn, nhưng phiêu lưu hàng chục ngày trên đại dương mênh mông. Vậy khiến con người nảy sinh cảm giác sai lầm về sự tuyệt vọng, đó chính là vẫn cứ ở yên chỗ cũ.
Đêm họ gặp một cơn bão, loài thiên nhỏ này quá yếu ớt để chống chọi lại với mưa bão. Trong cơn hỗn loạn, Owen nhìn thấy bóng dáng của con cá voi khổng lồ ẩn hiện. Rất nhanh đã qua một tháng, lương thực và nước ngọt của đám Owen đã cạn kiệt. Một hôm Owen như thường lệ, lấy ra hai cái bánh quy phân phát cho mọi người. Một người đột nhiên phát hiện ra đất liền, anh ta vui sướng hét lên. Đất liền, hy vọng lại được thắp lên. Mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu hướng về phía đất liền tiến đến. Ngay lúc này, Owen nhìn thấy một thứ gì đó giống như khiến tất cả mọi người ngừng chèo thuyền. Anh ta vừa để súng lên ngực vừa hét lên, nó vẫn luôn đi theo chúng ta, không ai tin đây là sự thật. Nhưng một màn tiếp theo khiến họ cảm thấy tuyệt vọng, con cá voi khổng lồ dường như muốn nhanh chóng giết hết tất cả. Tất cả thuyền đều lật, mấy người vì thế mà chết, những người còn sống và thường bị sóng đánh dạt vào đảo. Khi đám người Owen tỉnh lại, liền phát hiện ra đây là một hoang đảo, nhưng ở đây bọn họ phát hiện ra chiến chim, cá thậm chí còn có cả nước ngọt, không có gì ngon hơn những đồ ăn này, vậy nên bọn họ quyết định ở đây đợi thuyền đi qua. Vài ngày sau đến khi Owen phát hiện ra mấy bộ xương người trong một cái hang, anh ta mới biết căn bản sẽ không có thuyền đi qua đây. Mấy xác chết trước mắt là bằng chứng rõ nhất, trước mắt phải đối mặt với lựa chọn tiếp tục cuộc hành trình trên biển hay tiếp tục ở lại trên đảo. Mấy người chọn ở lại, mấy người khác lựa chọn ngày hôm sau sẽ lên đường. Mấy hôm sau, Owen chợt nhận ra thuyền trưởng ở trên thuyền nhỏ khác không thấy đâu nữa. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, Nicholson đột nhiên phát hiện một thuyền viên da đen đã chết. Khi mọi người chuẩn bị vứt anh ta xuống biển, Owen ngăn họ lại. Vì đã hết lương thực rồi, nhưng thi thể của người này sẽ cứu mạng họ. Đồng thời trên chiếc thuyền bị thất lạc cũng diễn ra câu chuyện tương tự. Thuyền trưởng và những người khác rút thăm xem ai sẽ là thức ăn, nhưng kết quả rút thăm là thuyền trưởng là thức ăn. Thấy kết quả này, mọi người đều nói hãy rút lại lần nữa, nhưng thuyền trưởng không đồng ý. Anh ta kiên quyết bảo anh em nổ súng, giết anh ta. Anh ta tự ngắm súng vào trán mình và bảo người anh em nổ súng. Cuối cùng người anh em không nhẫn tâm liền làm thế này. Không lâu sau, đám người Owen và thuyền trưởng lại bị gió biển thổi về với nhau. Lần nữa gặp lại họ đều vô cùng vui mừng. Nhưng điều họ không bao giờ nghĩ tới được là con cá voi khổng lồ kia vẫn chưa buông tha bọn họ, lại lần nữa đâm vào bọn họ. Lần này Owen đứng ở vị trí tấn công đẹp nhất, anh ta nhận lấy cái xiên cá voi ngắm chuẩn, nhưng hồi lâu vẫn không ra tay. Bullard ở bên cạnh sốt ruột, không ngừng thúc giục. Nhìn thấy con cá khổng lồ dài cả trăm thước, Owen đột nhiên bỏ cái xiên xuống, mà con cá voi khổng lồ dường như cũng hiểu con người. Theo Owen buông cái xiên xuống liền lựa chọn bơi đi xa, không tiếp tục tấn công bọn họ. Đám người Owen được an toàn. Sau đó bọn họ theo gió biển đi đến một cái vịnh, được người ta cứu. Khi bọn họ lại trở về bến cảng xuất phát, mọi người đều như nhìn thấy quỷ không dám tin. Mà Owen cũng nhìn thấy vợ mình với đứa bé vừa gặp trên đường. Sau đó vì lần ra khơi này tổn thất quá lớn, bọn họ phải giải trình với hội đồng, chủ tàu và nhà quý tộc cấu kết, trước tiên thuyết phục Bolas, sau đó để Bolas thuyết phục Owen nói với cả thế giới bọn họ chỉ bị mắc cạn. Chỉ cần Owen làm vậy liền được lên chức thuyền trưởng, hơn nữa dòng họ của Owen cũng sẽ trở thành quý tộc. Nhưng Owen quyết không đồng ý, liền quay người rời đi. Sau đó khi giải trình, những nhà quý tộc không thể nào ngờ được Bolas đột nhiên thay đổi, kịp thời nói ra sự thật. Chuyện đến đây là hết. Trên thế giới này vẫn có đất nước vừa săn bắt cá voi, vừa quý trọng động vật. Vẫn có những kẻ săn trộm. Tại sao ư? Không phải do nhu cầu của thị trường hay sao? Sóng biển đẹp đến thế, không có mua bán, không có giết chóc. Vạn vật đều có tâm hồn, đều cần quý trọng.